Dạ, chào quý vị các bạn. Hôm nay Jim đang mặt ở quận thành của biển Vũng Tàu. Vì hôm nay là ngày đầu năm mới 2018, quý vị, ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm của 2018 luôn. Chúc quý vị năm mới có niềm vui mới. Hiện giờ thì Jim đang mặt tại quận thành biển Vũng Tàu, quý vị, đi trên đường Trần Phú. Chỗ này Jim sẽ đi vào một vòng năm mới ở thành biển Vũng Tàu trong nghỉ Tết dương lịch. Hôm nay là ngày nghỉ Tết cho nên là ngày nghỉ du khách đến Vũng Tàu rất là đông, quý vị. Jim sẽ đi vào một vòng từ khu vực ở đường Trần Phú, khu vực ở bãi Dâu đến khu vực ở bãi Trước, quý vị. Đây cung đường rất là đẹp, hôm nay trời nắng rất là đẹp, quý vị, thời tiết rất là tốt. Đây là nhiệt độ buổi trưa thì tầm khoảng chừng cao nhất khoảng 30 độ C đấy, quý vị. Gió biển rất là mát nên Jim đi dạo một vòng. À, chỗ này Jim đi ngang từ khu vực ở bãi Dâu, vì ngang khu vực ở đường bãi Dâu để hướng đi về khu vực ở bãi Trước. Đây là đường Trần Phú, quý vị. Hôm nay là ngày rất là đông vui, du khách đến Vũng Tàu rất là nhiều, quý vị. Trời thời tiết cũng đẹp nữa. Dạ, tối hôm qua thì Vũng Tàu có một sự kiện đón mừng năm mới rất là đông. Mà đông quá thì Jim không có đi dạo ngoài đường, quý vị. Nên là hôm nay buổi sáng đi dạo để thưởng thức cái không khí biển, quý vị. Các quán ăn rất là đông, về khu vực này là quán Gành Hào nè.
đây quý vị, thì ngắm biển Vũng Tàu ngày đầu năm mới. Nhìn ra cửa biển Vũng Tàu quý vị. Wow. Đây quý vị, khu vực nhìn một cũng nhỏ. Tối qua khu vực này có sân khấu đó là hoành tráng, là khu vực bãi trước nè quý vị. Hôm nay là sân khấu vẫn còn nha. Đây, bên đây là sân khấu được thu dọn rồi, em đi một vòng qua đây để đường tránh.
khu vực này đến bãi trước nè quý vị. Dạ rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Jim đi dạo một vòng từ khu vực bãi Dâu đến bãi trước tại Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.